Đây là thiết kế máy CNC cao cấp và hiện đại nhất tại Đông Phương Hà Nội, với chức năng chính chuyên đục khắc các sản phẩm xoay tròn 360 độ có đường biên dạng khó như tượng gỗ Phật giáo, Công giáo, lục bình, trụ rồng, trụ D3 hay chân bàn ghế tân cổ điển. Đồng thời, máy được thiết kế thêm hệ thống mặt bàn đục 3D tháo rời, giúp máy có khả năng chạm khắc các sản phẩm đồ gỗ 3D, nâng cao hiệu quả đầu tư. Với mức vốn đầu tư 325 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu cho mình cấu hình máy CNC 40 hiện đại này. Sau đây, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cấu hình máy này nhé! Với hành trình làm việc chiều rộng là 2m6, chiều cao 1m4, giúp máy có thể gia công cùng lúc 4 sản phẩm xoay tròn đường kính 500mm, chiều dài 1m4 và chạm khắc đa dạng các chi tiết đồ gỗ 3D như cánh cửa, bàn ghế, đồ thờ, mâm trần, tranh gỗ, đốc lịch. Máy được trang bị 4 cục đục công suất 2,2 kW, phá thô và đục gỗ rất khỏe, đảm bảo sản phẩm tạo ra sắc nét, chất lượng đồng đều trong cùng một khoảng thời gian. Phần mềm điều khiển sử dụng cạc V10, thương hiệu Weihong cao cấp, tốc độ đọc file nhanh, có khả năng ghi nhớ gốc tọa độ và ước lượng thời gian gia công sản phẩm. Các trục chính sử dụng động cơ servo mang đến sức mạnh tuyệt vời cho toàn hệ thống máy, giúp máy có thể vận hành 24/24 mà không xảy ra lỗi dừng đột ngột như các dòng động cơ khác. Sự chuyển động các trục rất êm ái, trơn tru nhờ hệ thống dẫn hướng dây trượt vuông TBI Đài Loan 30, 25, 20 tùy theo trọng tải các trục. Bộ hộp số và chấu giữ phôi nhập khẩu giúp quá trình gá phôi linh hoạt, chắc chắn. Máy có tốc độ xử lý nhanh, nét đục mịn đẹp, tinh xảo, độ hoàn thành của sản phẩm tạo ra lên đến 90%. Khi bạn quyết định đầu tư máy CNC đục tượng gỗ tại Đông Phương Hà Nội, quý khách sẽ được tham gia khóa học đào tạo chuyên nghiệp, không giới hạn thời gian và số lượng người học, hỗ trợ mọi chi phí ăn nghỉ tiện nghi, đảm bảo mọi khách hàng đều có khả năng làm chủ công nghệ, vận hành máy thành thạo. Đặc biệt, với những chi tiết có độ phức tạp khó của các bức tượng, đòi hỏi người lập trình file mẫu giỏi, Đông Phương Hà Nội trang bị máy quét mẫu và hỗ trợ sửa mẫu miễn phí, giúp khách hàng có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu theo đơn đặt hàng, thay đổi mẫu mã theo ý muốn. CNC Đông Phương lựa chọn hướng đi khác biệt là an toàn, đưa ra quy chế bảo hành lâu dài nhất trên thị trường với 3 năm phần cơ khí và 1 năm phần điện. Mọi linh kiện phát sinh lỗi đều được thay mới chính hãng, mọi sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đều được cam kết về chất lượng, thời gian sử dụng hơn 10 năm hoạt động liên tục. Chính sách lấy khách hàng làm trung tâm của CNC Đông Phương không chỉ được thể hiện đặt yếu tố an toàn về chất lượng lên hàng đầu mà còn về hiệu quả đầu tư. Vì vậy mà rất nhiều khách hàng đã tin dùng máy CNC Đông Phương. Với khách hàng có nhu cầu tham khảo máy CNC đục tượng gỗ, vui lòng liên hệ với Đông Phương Hà Nội theo hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video sắp tới của kênh CNC Đông Phương Official.